Xin chào các bạn, mình là Phi, mình tới từ M2 Deal Channel. Thì hôm nay M2 Deal Store đã cho mình mượn cái sản phẩm là Golden Deal List Collection Play Mat, hay gọi là Game Mat, để mình review cho các bạn. Nó thuộc chung dòng với lại cái bộ sleeve này. Thì lần trước anh Đức đã review cho các bạn rồi. Cái bộ sản phẩm này là dùng để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt cái trò chơi Euro Trading Card Game. Nhìn sơ qua cái phần hộp này thì hộp khá là đẹp, với cái tông màu là vàng và đen. Nó có một cái hình ảnh dùng để mô tả cái sản phẩm bên trong như thế nào. Có logo của nhà sản xuất, có hình của Yami Yugi và cả con bài chủ lực của anh ấy là Dark Magician. Và ở đây còn cả nguyên siêu nữa. Thì bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp này ra để xem bên trong có gì ha. Bây giờ mình sẽ khui bóc ra ha. Đây là sản phẩm bên trong. Wow, rất đẹp. Các bạn có thấy là nó giống hoàn toàn với lại cái sản phẩm đã được mô tả trên cái hộp. Và cũng giống với lại cái bộ sleeve này, chỉ cái sleeve nó nhỏ hơn thôi. Nhìn sơ qua thì chất liệu cũng giống với lại những chất liệu khác của những playmat khác của Konami. Mặt dưới là cao su để bám vào các bề mặt phẳng khác để cho đỡ trơn trượt. Mặt trên là vải để các bạn có thể dơ, có thể tẩy rửa khá là dễ dàng, các bạn có thể giặt nó nữa. Nhưng mà hãy nhớ là đừng dùng chất tẩy rửa, nó sẽ không tốt cho việc bảo quản cái playmat này. Thì cái nhân vật này là Kami Yugi và Dark Magician, thì được làm trên phông nền màu vàng đen. Nếu các bạn nhìn kỹ thì ở dưới này nó có những cái ký tự cổ của Ai Cập. Cái phông nền vàng đen đó và cái ký tự Ai Cập giống như là làm cho bạn cảm giác đang bước vào thế giới của vô trò chơi vậy. Logo của Konami và có cả tên tác giả dưới này. Có một vài cạc ở trên này bị cắt đi một nửa, nhưng mà mình cam đoan là tất cả các cạc này đều đã xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình hay gọi là anime. Các bạn cũng có thể nhận ra được là có những cạc rất là cũ như là Kuribo, và cũng có những cạc rất là mới là Linsimon chẳng hạn. Nếu là nhà sản xuất đã cố ý kéo dài cái khoảng thời gian của những lá bài này để cho gửi cho các bạn cái khoảng thời gian mà từ khi trò chơi này vừa mới bắt đầu, từ 20 năm trước cho tới bây giờ, các bạn đã thành được bài hiệu chuyên nghiệp ở Việt Nam rồi. Những cái bài này được in màu rất là đẹp và chất lượng rất là tốt. Màu hơi tối làm cho hình ảnh của Kami, Yugi và Dark Magician được nổi lên trên rất là rõ nét, và chi tiết in rất là đẹp. Thì nếu các bạn để ý kỹ, các bạn có thể thấy là các bạn hoàn toàn có thể đọc được các effect ở trên lá bài, chẳng hạn như là Solan Judgment, các bạn có thể đọc được effect của nó luôn. In rất là đẹp. Thì đây là dòng sản phẩm để kỷ niệm 20 năm ra mắt trò chơi Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, nên là được đầu tư rất là kỹ. Các bạn hoàn toàn thấy được điều đó khi mà các bạn cầm trên tay bộ sản phẩm này. Rất đáng với lại số tiền bỏ ra. Hiện tại bên store, My Deal Store có bán với giá là 590.000. Nhưng mà với mà giảm giá thì các bạn sẽ còn giảm nhiều hơn nữa. Rất đẹp, cho các bạn xem lại mặt trước và mặt sau. Một điểm đặc biệt của cái playmat này là nó hoàn toàn không để những cái ô vuông ở trên đó. Có thể nhà sản xuất cố ý để như vậy để các bạn có thể sử dụng những cạc cũ và những cạc mới. Vậy theo các bạn biết là những cạc mới á, thì mình sẽ có những cái ô như là Linsimon, như là Pendulum. Thì những cạc cũ không có những điều đó. Bởi vậy thì nhà sản xuất đã không để những ô trên này để có thể các bạn có thể gọi là thoải mái hơn, tiện lợi hơn trong việc sắp xếp bàn đấu của mình. Nó khá là bự, các bạn có thể dùng để làm lót chuột thôi, nếu cần. Rồi mình nghĩ các bạn sẽ không muốn vậy đâu, tại cái này là phiên bản giới hạn mà. Đó là tất cả những gì mình muốn truyền tải cho các bạn vào trong clip review ngày hôm nay. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì hãy bấm vào đường link của My Deal Store bên dưới, mình có để kèm cả bảng giảm giá nữa. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Hãy like, share, subscribe và nhấn thông báo để khi tụi mình có clip mới các bạn sẽ nhận được đầu tiên nhé. Thì cảm ơn các bạn.